tới vườn xoài Úc rồi. Wow, suối 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 kìa. Đây cỏ hó. Hó gì? Súng là súng. Đây. Phải đoạn đi phá rừng này. Đây. Xoài bự quá, Bill đứng chỗ cái xoài nè. Chơi bay lên. Đây là mưa vườn xoài Úc nha. Đây là vườn xoài Australia. À, mình đã tới vườn xoài rồi. Wow, xoài bự quá luôn. Chuẩn bị thu hoạch 40 triệu, 100 triệu đây. Wow, wow, mình vô mình hái hết về luôn. Ôi, tuyệt vời. Xoài Australia đây các bạn. À, cái này mày chấm chấm nước mắm mà ăn chu cha tuyệt vời luôn. Dữ dằn luôn. Xoài vàng nè mẹ. Hả? Không có xoài vàng nè mẹ. Ê, cái này mình bấm mình xoay mặt trước của mình là làm sao ta? Không được. Không được hả? Mẹ gắm cái xoài vàng mẹ. Mẹ. Hả? Ủa xoài vàng đâu? Xoài vàng, hàm xoài là xoài Úc có ngọt đúng không? Xoài giòn á. Dân Sài Gòn nó thích cái này lắm nè. Xoài này xuất khẩu đi đi nước ngoài. Đi các nước. À, đặc biệt là Trung Quốc nó thu mua của mình. Trung Quốc thu mua xoài xoài này nè. Wow, đã quá, đã quá. Cũng ngộ đẹp. Bán luôn con nhỏ này luôn. Trời, chụp hình này mới nhiều nè. Ê, đi xuống xuống xuống, xuống, xuống mình chụp hình chỗ này. Ôi rớt một cái xoài, xoài bị rụng này. À, xoài bị rụng. Cái đấy lên đó, nó xoài rụng á. À, xoài rụng lên. Đây này, cho nó chìm cho nó. Đây những cái wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Thôi nữa là cầm cái lông nhé, không phải. Sao sao cũng có một hồng hồng ở trên đầu vậy mẹ. Tí hồng hồng. Wow, cái này chắc một trái chắc là nửa ký đây. Kêu là anh đã lấy lại cái cống và cái tiền đó anh đầu tư rồi. Không phải là anh bán tiền anh đã thu vô cái tiền cống với tiền anh là đã đầu tư rồi. À. Bán rồi. Cái này tiền lời hả? Tiền lời đó. Rồi em đi coi cái lời của anh. Anh đi coi cái lời của anh. Wow. Wow, ông chủ ông chủ vườn xoài à, vô địch luôn. Ôi. Ôi, Huy đại gia. Đây này, cắt trái này xuống này ngay đi, cắt trái này hành chính. Ôi, đem về luôn. Hành nít rồi, mà. Mít to dữ. Rồi, hành chính nha. Mít chính nè mọi người. À, hành nít ra. Ô, tuyệt vời, tuyệt vời. Nhiều lắm, mà hành nít ra là hành chính. Ôi, đã quá, đã quá. Ôi, ba uống trái chín luôn kìa. Mình cá lọc ăn rồi. Hành nít ra. Xuống à. Cân kỳ bán trả tiền cho anh. Không, bán dạ, giờ. Không, bán giờ nha. Đua sẽ được. Em mua của chị vợ anh Phương. Em mua của chị vợ anh Phương nên em cũng mua của anh luôn. Ok. Quá tuyệt vời luôn. Mít rào dưa. Mít rào dưa hả? Cắt ra ăn rồi em bị biết là cực ngon của hắn. Ok luôn. Wow, mít quá trời mọi người ơi. Ôi, hôm nay là một ngày vui vẻ luôn á. Thấy đi rồi mới thấy. Chưa đi mới thấy phải không? Đó anh nhìn em cứ nhìn đây là số còn lại là số lời của anh. Đó cứ đi coi đi. Đây là vốn anh thu về rồi. Trời ơi, đại gia. Anh trong bay bản đi có rành có chạy á. Chắc là tương lai vô đây hoài luôn. Có được cái chạy đâu về anh hết. Cách đây cái núi này. Đây. Tại tôi trên cái nó có suối chạy về hả? À, đó anh bắt ngay cái nắp của bên đang đó. Wow, rẫy mà đủ thứ đồ ăn vậy trời. Mít về xoài. Đây, cái hồ đây là anh xây 90 khối. Là để anh chứa nước, nếu khi anh hút được anh phải tưới lại. Mà cái hồ mà anh vậy anh bốc. Quá trời xoài luôn, 1.000. Quá trời xoài, đây là khách tham quan còn khách. À, khách VIP. Dân Sài Gòn về đây một lần phải hứa là phải tới đây lần thứ hai mà. Dân Sài Gòn nó khoái cái này lắm. Đây tới. Đây là dân Cam Phước mà còn khoái nữa à. Lần như vậy luôn á. À, dân Cam Phước mà còn khoái nè, trái mít nè. Thấy đã cái chưa? Wow, trái này là chắc ngày mai mình khui là ok ha. Nhưng chưa được, khui liền chưa được. Nó còn hơi. Xoài là ăn tiệt bột hay là hành chiều ra như vậy thôi. Đúng nè, hành ra. Trà trà. Từ đông hành xưa là từ đi mà coi. Đi cho coi cho sướng. Đó. Nhìn này. Cảnh trọng nang mà đó, thấy không? Bao nhiêu cây? Mấy trăm cây? 150 cây. Chu. Đây là 150 nhưng anh trồng. Vậy là bằng cái dừa của nhà ông Phủ rồi.
mấy trăm cây á. Ý là trong đây đất ấm này. Có từ đây là phải đá trời này. Trời ơi. Chuẩn bị thu hoạch ha. Lời ha, chuẩn bị thu hoạch lời. Cái này là cái lời. Cái vốn anh đã đưa về rồi. Dạ. Là anh Hải ngày hôm qua là anh bán mười mấy triệu á, rồi bữa anh chở 17 triệu nữa là anh đã lấy vốn anh về rồi.